Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt. Đây là một cái channel để cho chúng ta có thể chia sẻ những cái kiến thức, những kinh nghiệm về lĩnh vực trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Tùng Anh. Thì trong cái clip của tuần này thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề về phân tích cơ bản, và cụ thể ở đây là chúng ta sẽ bàn về cái việc lãi suất âm nó hoạt động như thế nào và tại sao các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới lại dùng cái chính sách này. Bạn muốn nắm bắt cơ hội thị trường tài chính một cách đơn giản và kịp thời nhất? Trải nghiệm ngay trên app MyTrade, giao dịch gần 100 sản phẩm phổ biến trên app MyTrade. MyTrade được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc dưới quy định khắt khe của ASIC. MyTrade nhận được hàng loạt giải thưởng lớn, tận hưởng sự tiện lợi có 1-0-2 khi giao dịch trên MyTrade. MyTrade, đơn giản hóa giao dịch. Rồi, trước khi đi vào phần nội dung chi tiết, vẫn như thường lệ, chúng ta có một cái phần cảnh báo rủi ro ở đầu clip như thế này. Chúng ta dừng clip lại và đọc cái cảnh báo này ha. Cái chính sách lãi suất âm á, là một cái chính sách tiền tệ đặc biệt ha, và được một số ngân hàng lớn, ngân hàng trung ương lớn trên thế giới áp dụng. Thì chúng ta có thể kể ra, đó có thể là ngân hàng trung ương châu Âu ha, ECB, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ, ngân hàng trung ương Đan Mạch, Thụy Điển, và tại châu Á là có ngân hàng trung ương Nhật. Đó, thì cái đặc điểm chung của những cái ngân hàng trung ương mà áp dụng cái chính sách lãi suất âm này là cái mức lạm phát tại những cái quốc gia này nó ở mức thấp ha, nó khá là thấp. Rồi, vậy thì tại sao các ngân hàng trung ương lại dùng cái chính sách lãi suất âm? Thì để trả lời cho cái câu hỏi này, chúng ta sẽ quay trở lại cái thời điểm năm 2008 ha. Đầu tiên đó là cái vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers tại Mỹ ha. Thì cái vụ sụp đổ này nó đã kéo theo cái nó đã khơi mào lên cái cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đó. Thì sau khi mà cái cuộc khủng hoảng này nó diễn ra thì bắt đầu các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới bắt đầu họ hạ lãi suất đó, họ liên tục hạ lãi suất và về sát với cái mức không ha, về sát với cái mức không đó, về sát với cái mức không. Và khi mà những cái ngân hàng trung ương lớn họ không còn cái room, cái khoảng trống để họ hạ thêm lãi suất xuống thấp hơn nữa, thì bắt đầu họ cắt giảm lãi suất về vùng âm ha, cắt giảm lãi suất về vùng âm. Thì lúc đó là bắt đầu cho cái thời kỳ lãi suất âm, một cái chính sách tiền tệ đặc biệt đó. Rồi, vậy thì lãi suất âm hoạt động như thế nào? Ở đây mình cũng xin giải thích ngắn gọn ha. Thì chúng ta đã biết các ngân hàng tư nhân, ngân hàng thương mại nhỏ thì sẽ phải có những cái khoản dự trữ bắt buộc tại ngân hàng trung ương, đúng không ạ? Đó, những cái khoản dự trữ bắt buộc tại ngân hàng trung ương. Thì cái mức lãi suất âm này nó sẽ được tính trên cái khoản dự trữ này. Cụ thể là nếu như mà ngân hàng thương mại đó mà có mức cái mức dự trữ vượt mức yêu cầu đó, dự trữ vượt mức yêu cầu, thì những cái khoản dự trữ vượt mức này nó sẽ bị tính lãi suất phạt ha, tính lãi suất phạt đó. Như hiện tại ở Nhật đó là âm 0,1%, và tại ECB ngân hàng trung ương châu Âu đó là âm 0,4%, thấy chưa đó. Thì cái việc mà tính lãi suất âm trên những cái khoản dự trữ vượt mức này thì nó sẽ khuyến khích những cái ngân hàng sẽ tận dụng tối đa cái nguồn vốn của họ ha, tận dụng tối đa cái nguồn vốn của họ, tức là họ sẽ kích thích cho vay, họ sẽ muốn cho vay nhiều hơn để không phải chịu cái khoản lãi suất phạt này đó, và từ đó kích thích những cái hoạt động kinh tế ha. Đó là cái nguyên lý hoạt động của lãi suất âm. Rồi, vậy thì ưu nhược điểm của lãi suất, chính sách lãi suất âm là gì? Thì đầu tiên mình kể đến cái ưu điểm ha. Thì đầu tiên đó là nó giúp giảm chi phí đi vay, giảm chi phí vay. Cái thứ hai đó là nó khiến đồng nội tệ của cái quốc gia áp dụng cái chính sách lãi suất âm suy yếu, hoặc ít nhất là ngăn
cái đồng tiền nó mạnh lên. Và khi một cái đồng tiền, đồng nội tệ suy yếu thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ kích thích xuất khẩu, kích thích xuất khẩu, và nó làm cho cái chi phí nhập khẩu tăng lên, và từ đó đẩy cái lạm phát lên cao, đẩy cái lạm phát lên cao. Tức là nó, cái chính sách này nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong nền kinh tế đối với những cái quốc gia mà có cái mức lạm phát thấp và cái đồng nội tệ của họ có xu hướng tăng, thì nó giải quyết được những cái vấn đề như thế này. Tuy nhiên nó luôn luôn đi kèm với những cái nhược điểm mà khiến nhiều ngân hàng trung ương rất là phải cân nhắc trước khi mà muốn áp dụng cái chính sách này. Thì những cái nhược điểm đó là gì? Đầu tiên đó là nó sẽ gây áp lực giảm lên cái đường cong lãi suất, gây áp lực giảm lên đường cong lãi suất. Và cái thứ hai đó là nó thu hẹp cái biên lợi nhuận của các tổ chức tài chính. Thì khi mà những cái tổ chức tài chính này á, mà bị chịu những cái lãi suất phạt á, thì hiển nhiên á, là cái biên lợi nhuận của họ bị thu hẹp. Và khi mà cái biên lợi nhuận bị thu hẹp á, thì có thể là nó sẽ làm giảm cái tầm hoạt động của họ ha, và từ đó là kéo theo cái sự đi xuống của nền kinh tế. Thì đó là một cái hệ lụy rất là đáng để cho những cái ngân hàng trung ương họ cân nhắc trước khi áp dụng cái chính sách này. Và cuối cùng, nếu như mà cái mức lãi suất âm quá sâu á, thì nó sẽ thúc đẩy cái việc tích trữ từng tiền mặt ha, cho viên chúng mà không thông qua ngân hàng đó. Rồi vậy thì các ngân hàng trung ương đã làm gì để làm tăng cái hiệu quả chính sách? Thì ở đây nổi bật đó chính là BOJ, ngân hàng trung ương Nhật. Thì họ đã áp dụng một cái hệ thống phân cấp ha, tức là những cái mức dự trữ vượt mức đó, những cái số tiền dự trữ vượt mức thì sẽ bị phạt với cái mức lãi suất là 0,1%. Còn cái phần còn lại ha, tức là cái phần dự trữ bắt buộc thì sẽ được hưởng lãi 0,1% hoặc là không bị tính lãi đó. Ngoài ra thì ECB thời gian gần đây cũng đã nghiên cứu đến cái việc hệ thống phân cấp tiền gửi, nhưng mà cái hệ thống phân cấp này nó áp dụng trên toàn khu vực châu Âu cho rất là nhiều nước, do đó là nó cũng có những cái nhược điểm nhất định và họ đang cân nhắc thôi chứ chưa có áp dụng cái chính sách này vào. Rồi, clip của tuần này đến đây xin được tạm dừng ha. Thì hy vọng qua cái clip này thì chúng ta đã nắm được lãi suất âm là gì và tại sao các ngân hàng trung ương trên thế giới lại áp dụng cái chính sách lãi suất âm, cũng như là cái ưu điểm và nhược điểm của cái chính sách lãi suất này. Nếu thấy clip hay thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần tới. Bye bye.